Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích may vàng, đam mê sưu tầm bonsai kỳ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số giống mai để mình chơi Tết 2024 luôn hết cô chú anh chị. Dạ, tại bãi kiển của em Hằng nha quý cô chú ha. Dạ, chỗ của em Hằng thì mình có cúc Thọ Hương, cúc Hoa Hồng Thanh Tú, cúc Đợt Đỏ, cúc Vạn Phúc. Dạ quý cô chú anh chị mình xem clip thấy ưng ý khi nào mình liên hệ với số điện thoại của vườn giúp em cô chú anh chị nha. À, em xin phép được chơi clip luôn ạ. Xin chào em Thái Hằng ơi. Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Và em là Hằng, số điện thoại của em là 0388 518 535. Đầu tiên mã số 17A em có một cây cúc Đọt Đỏ ạ. Dạ cúc Đọt Đỏ lùng liền thân lắc hay cô chú anh chị, cây này đang đi từ con quá trời luôn ha. Ghép được 4 bờ thân lắc. Mình thân với 12 theo cây em có là 60 ạ. Em xin giao lưu cây cúc Đọt Đỏ này với giá là dạ là 550 ạ. Dạ 550 lùng liền thân lắc cho cô chú. Tới ngày em 59 rồi nha quý cô chú. Bo ghép đã lên giao lưu hết trơn rồi, về mình lấy bo nhân giống cũng như là chơi Tết được nha cô chú. Cái đế này nằm dài đâu nha. Dạ chị đã nha. Dạ. Mã số 18 em có một cây cúc 36 ạ. Rồi cúc 36, cây này toàn cứng toàn luôn nha mấy cô chú. Đế là dễ thương quá trời. Ghép một bo ghép cái này mã liền lạc không. Dạ là 10 ạ. Còn ở dưới đây là 11. Rồi đế nó cũng quá quá lắm rồi cô chú anh chị. Cao cây em có 76. Tán ngang của em là 69 ạ. Em xin giao lưu cây cúc 36 này với giá là 600 ngàn. Mã số 18 à. Dạ là 600. Mã số 19 em có một cây bạch mai ạ. Rồi anh thân nó lắc. Cây này ngày càng cũng ấm tàn nha cô chú anh chị, thân lắc luôn nha. Một cây bạch mai tân tân nha quý chú anh chị. Mình thân của em là 11. Cao cây lên là 78. Tán ngang của em là 63. Em xin giao lưu cây bạch mai này với giá là 650 ạ. Dạ 650. Cây này Tết mai nó ra thêm 2-3 cây đọt nữa. Một cái tàn dữ lắm luôn á cô chú anh chị. Mã số 20 em có một cây Vạn Phúc ạ. Rồi cây này phơm tàn dù mà thân lắc nha cô chú anh chị. Mình cái chọt ghép của mình là bự hơn cái điếu thuốc rồi đó với cô chú. Mình thân cái là 10. Có cái đế đặt dài lên nha. Keo cây okay, là 62. Tán ngang em có là 67. Em xin giao lưu cây Vạn Phúc này với giá là 550 ạ. Mã số 20A. Mã 21A em có một cây mai quắn ạ. À. Mai quắn ghép với phơi mai vàng thân lắc luôn cô chú anh chị, quắn của mình là quắn khách gịch luôn nha. Mai vàng hay tàu? Ừ. Mình không biết là 10 rưỡi, gần 11. Theo em đó là 63. Tán ngang của em là 44 ạ. Em xin giao lưu cây mai quắn này với giá là 550. Mã số A, 21A. 21A, 550. Dạ cô chú anh chị mình thay cái chậu đẹp đẹp xíu để mình chơi Tết cho chú anh chị nha. Mã số 22A em có một cây cúc cam ạ. Dạ. Một cây cúc cam hả cô chú anh chị, cây trực lắc luôn nha. Bình thân quá là 12. Đế nằm dài có cái đuôi luôn nha cô chú. Cao cây của em là 83. Tán ngang của em là 48. Em xin giao lưu cây cúc cam này với giá là 750 ạ. Mã số 22A. Rồi 750 một cây cúc cam.
23A, em có một cây cúc đọt đỏ, siêu đỏ ạ. À, đọt đỏ mà lùn liền thân lắc thôi chú anh chị. Cái này mình về vô chậu đẹp đẹp xíu nữa là ngon lành đó thấy cô chú anh chị. Cái này mình cảm ơn chú nha. Hoành hơn của em là 13,5. Cao cây của em là 56. 5 bo nha. Tán ngang của em là 57 ạ. Chậu ghép nó cũng muốn liền hệ luôn rồi ha. Quá trời đọt. Ghế đẹp luôn á với cô chú anh chị. Dạ. Em xin giao lưu mã số 23A này với giá là 650 ngàn ạ. Dạ, 650 ngàn một cây cúc đọt đỏ. Mã số 24A em có một cây cúc gia đình ạ. Cái này nó có một cái nụ, nụ hoa. Cô chú anh chị mình test được một con nữa ạ. À, cây này cũng phơm tàn dù nữa nha cô chú anh chị, mà cái đầu nó cũng đỏ e luôn nha. Đế nằm... Nằm lớp luôn. Mình thân là 11. Thân lắc lượng luôn nha cô chú anh chị. Cao cây em đó là 70. 6 đồng. Tán ngang của em là 61 ạ. À. Em xin giao lưu cây cúc gia đình này với giá là 650. Mã số 24A. 650 nha cô chú anh chị. Cây này cũng được có mùa mấy ha cô chú anh chị. Mùa mấy 2 mùa ha. Đọt rất là đỏ luôn. Mã số 25A em có một cây cúc bạch, ôi lộn, một cây bạch mai ạ. À, bạch mai cho chú, cái này phơm cao hơn xíu, thân lát thôi ạ. Quỳnh thân bé tiệu, chín. À, Quỳnh thì không có lớn lắm nhưng mà kéo cây nha cô chú. Cao cây là 77. Tán ngang của em là 54. Dạ em xin giao lưu giá là 650 ạ. Mã số 25A. 650 cho này ghép liền, chọn ghép lắm nha cô chú anh chị. Vàng bạc đá quý gì không nha. Rồi, chị đã rồi. Dạ. 26A, em có một cây cúc đọt đỏ ạ. Dạ, cúc đọt đỏ nữa nha cô chú anh chị, thân lắc lượn luôn ha. Cái này đấy cũng khá là đẹp đó cô chú anh chị, nó làm dài luôn nha. Rồi. Mình phân với là 12. Cao cây em có là 50 ạ. À. Tán ngang của em là 57. Em xin giao lưu cây cúc đọt đỏ này với giá là 550. Mã số 26A. Dạ, 550. Cái đọt màu đỏ lắm luôn á cô chú anh chị. Cái này thì mình ghép được 5 bo nha. Rồi 550. Dạ. Thích mấy cây đọt đỏ đó. Dạ. Đây cũng là cây cuối cùng của bên em. Thì vào mùa mưa em xin kính chúc với cô chú anh chị vượt qua được mùa mưa này để tiếp tục chơi mai ạ. À. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị em những lúc chia sẻ tiếp theo.